Vâng, xin chào bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua của dòng Gian OCR 2006 với tông màu trắng đen. Và bây giờ em xin vào nhà chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là một mẫu Gian khá là phổ thông cho những người mới đi dòng xe road hay được gọi là dòng xe đua, mang thương hiệu của Gian, model 2006 OCR với tông màu chủ đạo là màu trắng và những điểm chỉ đồng chữ đen trên khung xe. Xe làm từ kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm xương nhẹ của dòng đặc quyền của chính hãng của Gian. Tổng thể xe thì em đánh giá tầm 85-90% xe còn khá là đẹp. Đây cũng là một mẫu Gian phổ biến thông thường dành cho các bác mới tập đi xe dòng tay đua, hoặc là các bác đặt xe phanh cảnh cũng được. Bên em đã về rất nhiều những cái dòng mẫu OCR của dòng Gian rồi. Đây cũng là một trong những mẫu OCR khá là phổ biến. Bi đông cổ phốt của chính hãng Gian, nguyên bản theo xe. Tay cuốn farm cầm rất là êm và chắc tay lắm nhá. Xe được sử dụng với bộ tay lắc Shimano Thule với cái tầng bấm tay bấm ở đây, tay lắc bấm của Shimano Thule. Bên tay phải em cũng là bên tay lắc của Shimano Thule, tay lắc bấm chính hãng nguyên bản trong xe. Tổng thể xe đánh giá còn 90%, tuy một vài vết xước nhỏ trên khung hình xe nhưng tổng thể còn rất là đẹp vì là xe đã qua sử dụng nên là điều xước răm không thể tránh khỏi được. Và đây cũng là một mẫu xe khá phù hợp với những người mới đi xe dòng tay đua. Xe được trang bị với cặp Mayer nguyên cặp của chính hãng nguyên bản nó xe của Gian, vành của chính hãng Gian, vành hai lớp, vành nhôm hai lớp nguyên bản nó xe. Kích thước lốp là 700x25C, vẫn là thông số lốp cơ bản của dòng xe road, dòng đua. Xe được sử dụng với cấu hình phanh ba mảnh. Xe được sử dụng với size S, thì nó to từ 1m6 đến 1m7. Model OCR 2006, chủ đề Shimano Thule. Xe được trang bị với 7 tầng lip chính hãng của Shimano. Đằng sau cũng là Mayer nguyên bản theo xe, Mayer của chính hãng Gian. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Gian. Kích thước lốp 700x25C của đằng sau xe. Xe sử dụng rất là giữ gìn, nhưng mà là cái miếng gạt nhựa bên trong này cũng còn nguyên bản và cái màu của nó chưa bị xỉn gì đâu các bác nhá. Tức là xe rất là ít đi. Xe đây. Vâng, xe có thông số chiều đứng là size 47 đó nhá. Vâng, size S. Và bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe.
Rồi bây giờ mình sẽ hoạt động của xe lên nếp này. Vâng, chuyển động nó rất là mượt mà các nhá. Mà hầu như lỗi thì mình chi tiết vào là 9 nếp thôi. Phải dòng nếp chính hãng của dòng Shimano, phiên bản cho xe. Bên này là hai cục đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Đây là tổng thể cái phần xe, chiếc xe đua dòng Road OCR model 2006. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe dòng Road đua của chính hãng Gian OCR 2006. Người ta rất tốt bên nhau là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.